Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Cận cảnh nhan sắc đời thường không son phấn của Hoa hậu Ngọc Châu Miss Universe Việt Nam quá thuyết phục. Ngôi vị Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 gọi tên người đẹp 28 tuổi Nguyễn Thị Ngọc Châu. Ngay từ khi ghi danh, cô đã gây chú ý vì sở hữu vẻ ngoài sắc sảo, vóc dáng nóng bỏng. Chiến thắng của Ngọc Châu tại Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 không gây bất ngờ cho khán giả bởi cô luôn được đánh giá cao trong suốt quá trình tham gia. Ngay từ khi ghi danh, Ngọc Châu đã được đánh giá là ứng viên mạnh tại Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022. Cô thuộc nhóm thí sinh có hình thể nóng bỏng nhất tại đấu trường nhan sắc này với chiều cao 1m74, với số đo 3 vòng 81, 63, 92,5. Trước thềm chung kết, cô giành cú đúp giải phụ Best Body và đại sứ môi trường Người đẹp bản lĩnh. Ngọc Châu có nhiều kinh nghiệm trình diễn khi từng giành quán quân Việt Nam Next Top Model 2016 và ghi tên mình vào top 10 Hoa hậu siêu quốc gia 2019. Xuyên suốt cuộc thi, người đẹp 28 tuổi gây ấn tượng với phong cách thời trang gợi cảm, đầy thu hút với những thiết kế ôm sát, cắt xẻ táo bạo, giúp tôn đường cong. Tuy nhiên, ở loạt ảnh đời thường, Ngọc Châu cho thấy cô hoàn toàn có thể biến hóa đa dạng, thể hiện nhiều hình ảnh khác nhau chứ không tự đóng khung mình trong một phong cách nào nhất định. Người đẹp khoe vẻ trẻ trung, năng động với áo thun, quần jean đơn giản. Tân Hoa hậu sở hữu gương mặt sắc nét, cá tính với chiếc mũi thẳng, làn da nâu khỏe khoắn cùng nụ cười tươi. Ở loạt ảnh khác, cô gái sinh năm 1994 hóa thành nàng thơ ngọt ngào, đầm thắm trong chiếc váy trắng đầy nữ tính. Ngọc Châu cuốn hút với nhan sắc quyến rũ, mái tóc xoăn bồng bềnh nhưng cũng rất thoải mái búi tóc gọn để mặc mộc khi ở nhà. Cô cũng thường xuyên chia sẻ thói quen luyện tập thể dục, yoga để giữ dáng, chăm sóc sức khỏe. Mỹ nhân gốc Tây Ninh ưa chuộng những màu sắc rực rỡ để làm nổi bật làn da nâu của mình. Cô cũng không ngại làm mới bản thân với hình ảnh cá tính. Ngọc Châu cho biết, trong 5 năm tới, cô sẽ tiếp tục hành trình thiện nguyện mà bản thân ấp ủ. Người đẹp đặt mục tiêu phát triển giáo dục, y tế cho trẻ em, hỗ trợ các bé mất bố mẹ sau Covid-19. Sắp tới, Ngọc Châu sẽ đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới 2022. Nhiều khán giả tin rằng với sắc vóc, kỹ năng trình diễn, khả năng nói, giao tiếp tiếng Anh, cô sẽ mang về thứ hạng cao cho nước nhà. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.